Tôi đã thử sức mình trong rất nhiều vị trí quan trọng ở các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối hàng hóa. Và đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, tôi cũng đã gặt hái được một số thành công nhất định. Đuổi theo cơ hội. Xu thế các doanh nghiệp xứ Hàn đầu tư vào Hải Phòng ngày càng mạnh mẽ, nhu cầu lưu trú ngày càng lớn, kinh doanh khách sạn chắc chắn có lợi nhuận cao. Chưa từng kinh qua nghề dịch vụ khách sạn, nhưng vì tiếc rẻ cơ hội đầy tiềm năng, nên sau bao lần nâng lên đặt xuống, cuối cùng tôi vẫn quyết định vào cuộc. Hệ lụy khôn lường. 2 tháng đầu doanh thu tốt rồi giảm dần, tiếp sau đó khách sạn liên tục trong tình trạng trống phòng, khách Hàn Quốc chỉ lưu trú ngắn ngày, khách nội địa thì không có. Kinh doanh khách sạn là lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt, mà tôi thì chưa có chút kinh nghiệm nào. Đầu là chìa khóa thành công. Đón xem những câu chuyện thật vào lúc 9:45 Chủ nhật trên VTV1.